Mình sẽ dựng hình vẽ chân dung người mẫu ha. Trước tiên là mình phải phát cái tỷ lệ cái khuôn mặt. Đó. Thì cái phần mũi cằm ở đây là cằm ha, phần đây là phần mũi, nếu mà mặt mình phải chia làm 3 phần, rồi ở đây chân mày, còn cái phần cằm tới mắt á, thì bằng giữa đầu ha. Ở đây thì mình không có vẽ đỉnh đầu mà mình vẽ cái khăn khăn quấn. Sau đó phần mắt này thì mình sẽ chia ra làm 5 phần ha, thì cái khoảng này với cái khoảng này là bằng nhau ha. Ra phần lỗ tai thì tùy cái góc nhìn của cái lỗ tai ha, thì mình sẽ coi. Thì cái mắt này hơi dài ha, mình cho ngắn một tí. Ở đây là cái người mẫu quấn khăn ha. Tại có nhiều bạn chưa cái đúng ra cái bố này bố trắng á, rồi xong cái mình mới bắt đầu mình phủ nền cái background thôi. Ở ngoài hơi ồn, dạo này người ta hay cập kê buồn Covid mà. Đó, khi mình dựng vậy mình thì đây lỗ tai người mẫu ha. Thường nếu người mẫu hơi ngước lên thì cái phần này nè nó sẽ ngay cả mắt, còn nếu mà người mẫu nhìn chính diện thì cái phần này nó thường là ngay chân mày đổ xuống cái chân mũi ha. Có người lỗ tai lớn, có người lỗ tai nhỏ thì mình khác nhau. Đó. Ở sớm đang hát cải lương cũng hay. Cái phần quan trọng là phần tỷ lệ á. Thì cái tỷ lệ mắt giữa hai mắt thì nó hơi bằng nhau ha. Cái này cái mí mắt cái cô người mẫu này cái mí mắt rất là to. Đây để giảm bớt cái phần cho thấy rõ thì mình bắt đầu bôi bớt, mình xóa bớt ha. Mình vẽ cái phần mũi. Ở đây phần miệng thì ở cái môi dưới á, là khoảng từ cái chân mũi này chia đôi ra thì mình có cái phần môi dưới ha. Bây giờ mình phát lại cái cho kỹ lại. Chúng mình sẽ lấy màu á, mình dựng hình lại.
Thì thường cái phần này nè, cái phần này sẽ cao hơn cái phần này ha các bạn ha. Do mình thấy cái chân dung này khá đẹp á nên mình sẽ vẽ lại cho các bạn xem. Nếu mà để cho vẽ đẹp á, các bạn nên kỹ cái phần mà tỷ lệ á. Nếu mà mình vững tỷ lệ rồi thì lên hình nó nhanh, đỡ cực lắm. Còn cái tỷ lệ mà sai nó cứ lệch tới lệch lui là hơi khó khăn. Các bạn cứ đi hình kỹ hè đi. Hình kỹ hè là những cái đường thẳng, người ta gọi là những kỹ hè nối với nhau để cho mình dựng hình dễ, chứ đừng có bo tròn tròn nó khó lên, rất là khó chỉnh. Hôm qua thấy Covid tăng lên là thôi mình ở nhà mình vẽ luôn. Cái này là lỗ tai ha. Cái cô người mẫu này có đeo một cái bông tai khá to. Cái phần này là phần vải nền hay sao ha? Cái phần này mình chưa dễ vẽ mí nè, vẽ mí cho cái mắt ha. Đó. Để phần này ổn rồi, bây giờ mình bắt đầu vẽ cái phần vải trên tóc ha. Cái khăn quấn trên đầu sáng tối, mình để cái phần sáng tối là mình có thể tạo hình ra. Giống như khi các bạn đánh bóng vậy, thì phần nào sáng các bạn để sáng, còn phần nào tối thì mình đánh bóng chì lên.
Mấy bạn mới tập vẽ thì cứ từ từ lên thôi, đừng có gấp. Các bạn càng lên mình cứ chia mảng miếng thôi, nếu mình gấp quá mình lại sửa lại là mất công. Thường cái nghệ thuật này thường làm cho người ta bối rối, nhất là khi mà lên những cái phần đầu á, rồi lót làm sao, rồi lên phần tiếp theo làm sao là bắt đầu bối rối. Nhưng các bạn cứ nếu mà mới vẽ thì cứ lên từ từ thôi, thì mình sẽ khó bị rối hơn. Còn mấy bạn xịt nhiều quá chút thì mấy bạn cảm thấy bí, không biết lên sao tiếp. Mấy bạn cứ quan trọng nhất là cái phần sáng tối và trung gian thôi ha, mình cứ đi lên từ từ. Có một số người vẽ kỹ từng phần rồi lên từng phần thì mỗi người một cách. Cái đây ví dụ như cách của mình là đi theo cái tổng thể sáng tối trước ha, rồi mình sẽ đi vô từng chi tiết. Cái màu da cô này là nâu nâu đỏ thì mình sẽ nó hơi nghiêng về cam chút. Phần khó của mình là do mình quay một mình á, và mình tự vẽ nên có khi là chút quay lại xong rồi mình không biết là nó bị dừng hết pin lúc nào làm phải vẽ lại. Có mấy lần mình vẽ là mình không nói, mình để nhẹt thôi, nhưng mà có nhiều bạn thích, rất muốn là mình nói để cho cái phương pháp vẽ nó lên sao cho nó phù hợp. Từ từ lên ha. Thì để có hứng thú khi vẽ đó, bạn từ từ lên thì bạn cảm thụ cái nghệ thuật nó tương đối là chậm chậm thì nó thích thú đó. Nó cảm thấy nó thích khi mà vẽ đó.
Còn bây giờ bạn gấp á thì vẽ mà không thành công á dễ nản lắm. Cứ bạn cứ từ từ một nhát cọ lên như này ha. Khi mình đi từ từ lên á, mình khá tinh tế vô cái bút pháp ha. Nếu gấp á thì cái bút pháp mình sẽ loạn nha. Nét dễ thương của mấy cô gái là cái khóe miệng. Cái mùa Covid này nó hơi buồn á, ở nhà vẽ nó cũng vui, mình chưa quen nói ở trên máy nên hiện tại là mình cứ từ từ tập. Cái phần dưới kèm này nó sẽ phát nó do cái nó phản quang ánh sáng thì nó sẽ hơi sáng xíu hơn. Như bạn nào vẽ cái khối tròn rồi sẽ hiểu, tuy là nó không có phản quang sáng lắm nhưng mà cũng là thấy rõ được. Thank you.
Bên kia cao kê dừng là chắc công an xuống. Tại mấy bữa nay thì Covid bắt đầu phát triển ở Sài Gòn đó, nên giới hạn tụ tập. Bên đó chắc bị hốt rồi. Nên bây giờ mình sẽ bóp gọn lại cái mặt ha. Ban đầu bây giờ mình sẽ đi từ từ, mảng sáng tối rồi á, rồi mình mới bắt đầu đi vô chi tiết ha. Đối với mình là không có gấp, anh vẽ phải từ từ. Có nhiều bạn mới học vẽ mà muốn có thành tác phẩm liền á, nó cũng hơi khó. Bản thân mình vẽ lâu năm rồi, mình cũng phải cẩn thận từ từ.
khi đi mà tối mấy bạn tập là đi mỏng thôi, từ từ là tại cái màu tối nên nó dễ làm cái bức tranh mình bị đen lắm, mình cứ chầm lớp lên thì nó sẽ trong hơn.